Hello anh em, mình là Kiên Vũ Tôn. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà lắp cái bộ Auto Start Engine ở trên cái xe Way này. Nói chung là để mà lắp cái bộ Auto Start Engine trên cái xe Way này sẽ nhàn lên cái xe Jim anh em nhé. Chỉ việc tháo cái mặt nạ này ra, ở đây nó có các cái đầu dây ở đây rồi, rất là đơn giản thôi. Ở cái phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái con kích đèn như này vào cái xe Way như. Đó. Còn hiện tại bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái bộ Auto Start Engine ở trên cái xe này. Thì anh em cũng biết là cái bộ Auto Start Engine ấy thì nó sẽ gồm có 3 đầu dây. Bên mình làm luôn luôn sẽ có 3 đầu dây dành cho xe Honda, thì nó sẽ là cái dây này, nó sẽ là màu xanh lá cây. Ok, thì anh em sẽ đầu ra mát. Ở đây nó sẽ có một cái dây đỏ sọc vàng. Thì anh em sẽ nhìn thấy một cái dây đỏ sọc vàng ở ngay cái cụm rắc ở đây. Đó, dây đỏ sọc vàng anh em nhìn rõ đấy ạ. Thì nó sẽ là dây đề anh em nhé. Còn đây nó sẽ là cái dây điện máy phát cấp từ dưới máy phát lên. Để lên công tắc thì anh em bật đèn đó. Thì đây là cái rắc này thì do chủ xe họ đã cắt ghép đầu nối rồi nên là mình sẽ buộc vào đây. Còn đúng ra thì anh em chỉ ghim vào đây thôi, không phải cắt ghép đầu nối gì anh em nhé. Ok, thì rất đơn giản thôi. Mát này, dây đề vàng sọc đỏ sẽ vào dây đề, và dây vàng tuyền nó sẽ đấu vào cái dây vàng ở trên xe này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em coi. Bây giờ là mình chỉ cần bật chìa khóa lên là cái xe nó đã nổ luôn. Mình xin phép là mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, cái xe này là nó là xe cũ lâu năm rồi. Đó, gang ti rất là bé anh em nhé. Khi nó đề xong nó sẽ tự động nó ngắt. Còn nếu mà cái máy nó muốn chết thì nó lại bấm đề lại, và khi nó nổ xong thì cái nó sẽ tắt máy đề luôn. Đó, rất là nhạy anh em ơi, để gang ti rất là bé. Đó, nó khác tự động đề thay vì là mình phải bấm nút. Ở trên cái xe Way này nếu như anh em thích thì có thể là lắp một cái bộ này, thì lắp thêm một cái công tắc vào đây để can thiệp trong tình trạng là cái xe của mình không nổ được. Đó, còn nếu như anh em thích thì có thể là đấu vào tay ga. Thì khi anh em bật chìa khóa lên, anh em chỉ việc kéo ga là máy nó sẽ nổ. Nó cũng tương tự như này. Thì thường là các anh em thích để như thế này hơn. Đó, rất đơn giản thôi, không phải cắt ghép đầu nối gì. Cái dây này thì anh em có thể đấu vào sườn cũng được, và vào mát hệ thống cũng được. Cái dây vàng này anh em sẽ ghim vào rắc như thế này này. Đó, thì anh em phải rút hẳn rắc ra, anh em ghim vào cho nó chặt. Không có mình đi nó bị lỏng lẻo, nó sẽ chập chờn nút đề. Ok. Đó, rất là đơn giản thôi, chỉ 3 đầu dây. Bây giờ là mình sẽ tắt đi, mình sẽ để lại nhá. Ok, rất là đơn giản. Ok, như vậy là đã xong. Thì bây giờ là mình sẽ rút con này ra. Đó, thì đã xong được cái phần mà chia sẻ với anh em về cái con Auto Start Engine. Và tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em cái bộ kích đèn như này. Thì có nhiều anh em hay thắc mắc cái cách đấu trên xe Way, xe Jim. Thì mình có làm cái hướng dẫn mà lắp trên xe Jim ấy, thì anh em lại đi xe Way, anh em cũng mơ hồ cũng không biết nắm được cái cách lắp. Thì nhân tiện đây thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em. Ok, thì bây giờ cái dây này anh em bỏ dây ra đây. Đó, ở trên cái bộ kích đèn bên mình sản xuất ấy, có làm đấy, thì nó chỉ có bao gồm là có 4 đầu dây thôi. Thì có sẽ có là màu dây xanh, anh em sẽ cho ra mát. Màu dây đỏ thì sẽ vào dây trắng của sạc. Dây trắng anh em sẽ đấu lên đèn. Còn cái dây nâu nó sẽ là về dây máy. Đó, chính là cái dây vàng ở đây đấy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tách cái dây vàng này ra. Đó, mình sẽ tách dây vàng này ra. Cái dây ở đây nó sẽ hướng lên trên này, nó sẽ vào bộ công tắc. Thì anh em sẽ đấu dây trắng vào. Anh em sẽ đấu dây trắng vào. Đó, còn cái dây mà nó hướng về máy ấy, cái đầu này nó sẽ hướng về dây máy ấy, thì anh em sẽ đấu vào màu dây nâu. Còn nếu như anh em đấu sai ấy, thì nó cũng không cháy đâu anh em nhá, nó sẽ không sáng. Thì anh em sẽ đấu ngược lại hai cái đầu này đảo cho nhau thì nó sẽ sáng. Ok, còn lại cái dây mát ở đây thì anh em sẽ đấu nó vào cái mát. Ví dụ như ở đây là mình có mát mình câu sẵn ở đây rồi, thì mình sẽ đấu luôn vào đây. Đó, mình cho thấp xuống một tí cho anh em để nhìn. Đó, còn lại một cái đầu dây đỏ dài ở trên con kích đèn anh em ơi. Mình sẽ xin phép là để xa cái máy quay ra một xíu. Cái cục này mình sẽ để lên đây.
Còn lại một cái đây đỏ dài này này, thì mình xin phép là mình không đấu trực tiếp lên xe, thì mình có cái cục sạc của Honda đây, mình sẽ demo cho anh em. Thì rất đơn giản thôi, anh em sẽ tìm cho mình cái cục sạc nó ở đằng chỗ cái chữ Way Alpha, mà chỗ chân giảm sóc sau của cái xe Way ấy, phía bên bưởng điện anh em nhé. Anh em sẽ rút cho mình cái đầu dây này ra. Ở đây nó có một cái lẫy ở đây đó, thì anh em sẽ rút cái lẫy này ra. Ây da, chặt phết. Cái đầu dây này nó tước ra này đó, thì anh em sẽ làm cho mình như này. Cái đầu dây đỏ này này, anh em sẽ cắm nó vào luôn cái chân trắng trên con sạc này. Đó, anh em nhìn rõ đúng không ạ? Cái dây đỏ anh em sẽ ghim vào cái chân trắng con sạc. Ok, chỉ thế đấy ạ. Bây giờ anh em sẽ cắm nó vào con sạc. Đó, như vậy là xong. Chỉ mất mấy phút thôi. Còn cái con auto start engine này, nếu như anh em làm quen ấy, anh em chỉ mất khoảng 2 phút. Và cái con này anh em chỉ mất tầm 5 phút là anh em đã làm được rồi. Đó, thì mình chia sẻ lại một lần nữa. Cái dây đỏ dài ở trên cái thân của cái con kích đèn ở đây, dây dài đấy, đây anh em nhìn rõ. Cái dây dài này anh em sẽ đấu vào cái dây trắng. Đó, sẽ đấu vào cái dây trắng như mình vừa làm đó. Còn lại 3 đầu dây, một đầu dây nâu ở đây, anh em sẽ đấu nó về hướng về dì máy. Hướng về dì máy anh em nhé. Cái dây vàng này sẽ đấu vào dây nâu. Đó, còn cái dây trắng thì anh em sẽ đấu vào cái dây vàng để hướng lên công tắc đây, đường lên công tắc nó đây, lên trên đầu xe đây ạ. Ok, còn lại một cái dây xanh mát đây, anh em sẽ đấu vào khung hay hệ thống điện ở trên xe ấy, cũng là dây màu xanh lá đấy, nó cũng đều là dây mát. Chỉ thế thôi ạ, là anh em đã kích đèn thành công và tận hưởng thôi, rất đơn giản. Đó, ở cái clip này ấy, thì mình chia sẻ ở trên cái xe Way ấy, một số anh em mà có thắc mắc cái cách lắp ấy, thì mình có làm ở trên cái xe Jim rồi, nhưng mà nhiều anh em thì cũng không hiểu lắm. Thì ở trên cái tờ hướng dẫn sử dụng ở đây, đó, cái tờ hướng dẫn sử dụng ở đây ấy, nó đã ghi đầy đủ các thông tin rồi, anh em cứ nhìn theo mà đây mà làm. Hoặc là anh em không nắm được ở trên cái tờ giấy này, anh em có thể nhìn trực tiếp ở cái clip này mình làm. Đó, rất là đơn giản thôi, chỉ mất mấy phút là anh em có thể làm xong. Ok, đang làm review thì khách vào lại phải sửa xe, tay đang đen xì nha anh em ơi. Vâng, còn một cái ý nữa thì có anh em có hỏi là nhiều anh em có lắp những cái bộ kích đèn như này này, thì sau khi lắp xong ấy thì cái bình ắc quy cứ bị yếu dần và không đề được. Thì nó nguyên nhân chính là do cái con kích đèn này. Vâng, cái sản phẩm bên mình nên đã khắc phục được cái nhược điểm là bị hao bình ắc quy do những cái sản phẩm kia ấy, nó có một cái dây màu đen ở đây. Đó, thì nó sẽ kết nối với lại cái dây đen sau ổ khóa trên cái xe. Còn cái sản phẩm bên mình đây thì nó đã cải tiến được cái nhược điểm đó là không có cái dây đen anh em nhé. Anh em nhìn ở trên này không có cái dây đen. Đó, không có cái dây đen này kết nối với cái lại cái dây đen ở trên cái xe này, thì cái xe này anh em đi thoải mái không lo bị hết điện bình ắc quy hay là yếu điện bình nhá. Đó, anh em có thể test bằng cách là tháo vứt bỏ luôn cái bình ắc quy ra ngoài, anh em đạp nổ lên anh em vẫn đi đèn bình thường. Đó, cho nên là cái con này nó không sử dụng đến điện bình ắc quy. Đấy là một cái khẳng định ở bên mình là không sử dụng điện bình ắc quy. Có một số anh em đã lắp những cái bộ ổn định điện những cái bộ mà kích đèn, xin lỗi mình nói nhầm, những cái bộ kích đèn rồi mà nó có một cái dây đen để nó bấu vào cái dây đen trên hệ thống này này, nó cứ gây cho cái bình ắc quy của các bạn ấy là nó bị yếu dần đi, là họ phải tháo ra. Và họ có lấy những cái sản phẩm bên mình này về lắp lên xe thì họ cho biết rằng là đi rất ok, đèn sáng mà bình ắc quy lại đảm bảo không ảnh hưởng gì. Đó, đây là cái con kích đèn ở bên mình. Anh em chỉ việc alo là mình sẽ ship hàng cho anh em trên toàn quốc. Đó, anh em sẽ cho mình xin họ, tên, địa chỉ và số điện thoại là mình sẽ ship hàng đến tận nhà anh em luôn. Chỉ việc nhận hàng và thanh toán. Đó, đây là cái sản phẩm bên mình là giao hàng nó có những cái đặc điểm như thế. Và anh em không phải đặt cọc trước khi đặt hàng nhá anh em nhá. Đó, anh em cứ nhớ một điều như vậy. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip của bên mình. Chân thành cảm ơn những anh em đã đặt hàng bên mình và đã ủng hộ, tin tưởng sản phẩm bên mình và tiếp tục đặt hàng lần kế tiếp. Vâng, xin chân thành cảm ơn những anh em mà đã đặt hàng bên mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mình là Kim Motul. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip. Nếu hay thì hãy like, subscribe kênh của mình. Ok ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.